chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản VinHome video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các cơ hội đầu tư tại Ocean Park 1 với các cái phân khúc shop house thương mại dịch vụ à, dẫn xuất từ cái việc à, mà gần đây nhất có những cái giao dịch mà tỷ đô à, triệu đô mà hai cái đấy khi mà các bạn biết là các cái phân khúc giao dịch đấy nó sẽ gần như nó đại diện cho thị trường một cái giá uh, một sự hoài nghi một sự đa nghi một sự rất là nhiều dấu hỏi giữa một cái thị trường bất động sản mà có thể nói là đang uh, rất nhiều các cái yếu tố tác động để uh, cái nhà đầu tư và kể cả đến chủ đầu tư cũng có những cái uh, cần phải cân nhắc động não thì uh, có những giao dịch đấy và thậm chí là các ngân hàng cũng vậy các bạn biết rằng là ngân hàng mấy uh, thời gian gần đây là cũng đã tăng lãi suất huy động thì cũng là những thời điểm cuối năm nữa cả một năm tài chính thì nó có cái nhiều cái các cái sự kiện kinh tế chính trị xã hội đặc biệt là cái cuộc chiến tranh nga ukraine kéo dài đâu đó là từ tháng 2, bây giờ cũng rất là lâu rồi và các cái gần đây nhất thì hôm qua thì đại hội đảng cộng sản trung quốc thì cũng đã xong vì câu chuyện thì nó cũng cũng ảnh hưởng vào nhiều thứ nữa ví dụ chẳng hạn chúng ta cũng nhìn thấy một cái câu chuyện đâu đó nó cũng có bình diện với cái sóng chính trị trong một quốc gia hoặc trong một cái uh, thế giới mà có sự gắn kết thì bên trung quốc thì cũng là hai năm covid uh, chủ tịch Cập, tập cận bình cũng đi theo cái hướng là là zero covid thì cái kinh tế mở kinh tế đóng trong quốc gia và đi bây giờ nếu mà khi ổn định về chính trị rồi thì người ta cũng đã chuẩn bị chúng ta cũng phải chuẩn bị tiên lượng những cái điều mà phát triển kinh tế xã hội gắn kết uh, ở việt nam thì cũng cái đấy cũng là một câu chuyện chẳng hạn như cái cái giao dịch gần đây nhất thì chẳng hạn như khi mà bí thư Đinh Tiến Dũng mà có tiếp xúc đại uh, hội đồng nhân dân ấy mà trước khi tháng, trước khi cái cuộc uh, đại biểu quốc hội cái cuộc vừa khai trương ấy, khai mạc ấy thì uh, cũng có có nói và chia sẻ về cái câu chuyện của Gia Lâm chuẩn bị lộ trình liên quận Gia Lâm và Đông Anh. Và chúng ta cũng sẽ thấy uh, tân ba vị bộ trưởng được quốc hội bầu. Thì uh, nó có những cái sự kiện đấy và uh, cái là lộ trình gắn kết dài, phân tích dài Và sau đó thì cả cái mà câu chuyện là Mitsubishi uh, đầu tư tại um, tại Ocean Park 1 uh, Cái cái phân khu Zurich Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là uh, khi một uh, cái chủ đầu tư mà với VinHome uh, Giữa một cái sóng, sóng cái bất động sản như vậy uh, Thì chúng ta có thể dùng sự trầm lắng hoặc đi ngang hay là chưa thì cũng chưa chưa nói đến câu chuyện khủng hoảng được thế nhưng mà uh, cái câu chuyện đấy thì uh, khi mà có vốn đầu tư nước ngoài mà mấy ông lớn Mitsubishi mà họ có 70 năm kinh nghiệm rồi mà họ bắt tay với 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 Vin ở thời điểm này thì chúng ta sẽ thấy là nhiều cái là các đại gia cá mập mới mới có một cái suy xét nó nó kỹ càng và cái thời điểm xuống tiền của người ta tại sao các bạn biết là cả một quá trình covid có thể là bạn mình nghĩ là Ờ... Um, uh, nếu mà cái bạn này bật đặt ngược lại là bạn ấy giao dịch trước cái đợt trước thì cách đây mấy tháng thì là Ocean Park 2 ra hàng thì tại sao người ta không vào mà đến bây giờ thời điểm này người ta vào đấy thì câu chuyện đấy thì từ những hai cái hành hai cái những căn mà đại diện thị trường ấy thì thì bắt đầu là dấy lên nhiều cái câu hỏi tức là khách hàng mình cũng hỏi rồi là cả các cái cộng đồng các cái sàn giao dịch rồi các sale cũng đều phải chú ý đúng không thậm chí là thị trường Hà Nội cũng chú ý bất động sản Hà Nội cũng phải chú ý về đây câu câu chuyện trước màn hình đây thì các bạn cũng sẽ biết là ngày xưa cái lúc mở bán phân khu đầu tiên ở Âu Sơn Bắc một Âu Sơn Bắc một là khởi công tháng 3 năm 2018 thì lúc mở bán ấy, thì cái cái phân khu sao biển mở bán đầu tiên thì cũng đây cái căn cái chỗ này là thuộc phân khu sao biển bây giờ là cà phê Highland thì là lúc đấy bán nước gọi là nước đầu tiên chỉ độ 27 tỷ thôi sau chị này chị mua Uh, với giá hơn hơn 50 tỷ. Và đến bây giờ thì thật ra trong trong những câu chuyện của sự uh, có thể khi khi chia sẻ thì mọi người rất là hoài nghi là đã có những lúc mà có những khách hàng giả đến 200 tỷ. Thế và thậm chí là đến cái tòa nhà Vietland Invest này cũng thấy thôi. Uh, có những cái thương vụ giả đến 106 tỷ rồi, 110 tỷ rồi. Nhưng bây giờ thì chắc chắn là những cái giá trị này nó là báu vật không không bán đâu, không bán đấy thế thì câu chuyện là chúng ta sẽ đi như thế và lúc mà chị giao dịch cái căn này ấy thì cũng biết bao nhiêu hoài nghi thật sự là không biết bao nhiêu hoài nghi là với tầm tiền đấy giá trị đấy thì mua được thiếu gì lơi và sao lại thế này thế kia thế và đây cái ngày bạn nhớ là cái thời covid ấy thì cái tòa cái cây này cho thuê ấy, thì nó chỉ cho thuê được chỉ khai thác sử dụng tầng 1 thôi mà đến bây giờ đến tầng 2 rồi đấy bây giờ còn đang thừa tầng 3 nữa này tầng đây nữa này <laughs> thì chúng ta sẽ thấy là à đấy nó nó sự phát triển tăng trưởng và các bạn biết là mỗi một lần mà một căn hộ biệt thự này về đây thì đem lại cái giá trị ít nhất đầu tư lại lại là độ khoảng ít nhất phải 3 tỷ nữa. Thế mình thống kê ra thì cái giá trị tái đầu tư của những người đây này để đưa vào giá trị vận hành thì nó còn cũng cũng tiền tỷ, tiền tỷ đô đấy. Đấy. Thế vì mình, mình thống kê là 50.000 dân nhá về trên nhà này, về cái biệt thự cao tầng này. À, cái cái nhà cao tầng này với lại đây mình lấy 20% thôi về đây với mức đầu tư như vậy thì cũng đã hút bao nhiêu tiền rồi thì cái giá trị bất động sản là gì trên là giá trị bất động sản là trên số đếm trên số lượt bước chân hay là những cái giá trị mà chúng ta đi câu cá chúng ta phải đến những nơi có cá đúng không thì hiện tại ở đây cũng để nó là một chữ lượng rất là nhiều tiền nhưng đồng tiền sinh sôi lợi lở nó là một chuyện khác nhau một đô thị sống nó khác nhau nên bởi vậy là mình chúng ta sẽ nhìn thấy thế nên bây giờ bắt đầu quay lại thì uh, dẫn xuất như vậy thì quay lại với khách hàng mình sẽ hỏi là em ơi tìm kiếm cho anh chị một cái cơ hội đầu tư ở đây em tìm cũng có thể là anh chị sẽ nhìn theo một cái phân khúc là à, biệt thự nhưng mà cũng có thể là anh chị xem dạng shop house thì à, bây giờ ở đây nó có những cái một số các căn shop house xây mà chưa chủ đầu tư chưa mở bán một số vị trí được mình biết là ba vị trí nhưng trước tiên để tìm hiểu về cái đấy cái phân khúc và những cái này này biệt thự nhưng shop house sổ đỏ vĩnh viễn thì hiện tại à, đang ở những căn đơn lần góc ấy thì đang là dẫn đầu dẫn xuất à, cái hiệu quả đầu tư nhưng bên cạnh nó cũng có những cái số bao thương mại dịch vụ sổ đỏ 50 năm mà uh, họ khai thác sử dụng đúng cái vị trí uh, đúng tuyến phố và câu chuyện là cả một nghệ thuật nữa thì uh, đem lại giá trị rất là cao thì uh, dẫn thuất là như vậy thì mình làm cái video để chia sẻ với các bạn rằng là uh, chúng ta còn cơ hội ở ocean park một không vậy thế thì chúng ta sẽ nhìn đây uh, chúng ta sẽ nhìn đây thành công của ocean của ocean park 1 với một số cái mà điển hình về 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 cái 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 thương mại dịch vụ này đấy thì bạn sẽ thấy đây đây là lagoon tổ hợp ẩm thực complex thì đây là mặt mặt đằng sau quay ra biển này này đây bạn ấy ở đây này quay ra biển này này đấy mặt này và cái mặt này là mặt đằng sau nữa gần đối diện ra cái căn mà uh, sao biển ha mười tám vừa mới giao dịch là 139 tỷ đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây thì đây Uh, nó sẽ đi theo một cái khía cạnh là bạn chọn vị trí và sau đó là dịch vụ tiện ích bạn mở đâu giờ đâu đó là vị trí nhưng cũng phải quyết đoán cái bạn nagu này bạn ấy khai trương cũng lâu rồi đấy nhưng mà đến bây giờ ấy, thì chắc chắn là 200 tỷ cái căn này bạn cũng chưa bán không bán ấy chứ đấy, vì là trước đây trước cái mặt này này nó lại view ra đây đấy, sau này bây giờ thì um, chủ đầu tư có các cái tổ chức những cái sâu diễn ca nhạc mà những uh, Uh, những ca sĩ uh, rất là hạng uh, a chuẩn rất là chuẩn chỉ và đi uh, những người trải nghiệm là đến đây và nghe nhạc tại một khung cảnh này du dương và đem lại một cuộc sống quý tộc uh, rất là tuyệt vời uh, ví dụ như mình vào trong triển lãm uh, trong cái nhà hát lớn ấy, thì ví, hoặc là các bạn thật sự ra câu chuyện ngày xưa nếu mà mình có đi nghe nhạc đặng thái sơn ấy, thì chắc mình cũng không hiểu nhưng mà đến khi bây giờ mình nghe trong một khung cảnh một bản giao hưởng mà trong một những cái đột tác về kiến trúc ấy, thì bạn cũng có một cái cảm nhận nhất định. đấy thì uh, câu chuyện thì chúng ta cũng không đi sang được cái lĩnh vực về uh, âm nhạc nhiều nhưng mà khi mà nó tác động những bối cảnh này thì chắc chắn những giá trị nó của bất động sản của bạn cũng ở đẳng cấp vị thế khác. Đấy cái bạn này, để đây bạn ấy view ra đây này. Đấy, chúng ta nhìn thấy nhé. Thế và đây cũng có một cái quán này mình đã quay video rồi. Đây người bạn của mình, ông ông cậu của bạn mình, bạn mình. Thì uh, anh ấy cũng đầu tư phân khúc nhà anh ấy thì chỉ số hao thôi là số thương mại dịch vụ mới ở dãy này thì các bạn sẽ thấy là cái cái vỉa hè nó đến đây và cái giá trị sử dụng được đấy thì đây anh làm một cái 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 gần như cái quán chế biến đây ấy thì tái hiện lại một cái không gian giống như khách sạn Metrophone ấy là chúng ta sẽ đi vẫn ngồi ở ngoài này ngắm điều ngắm uh, uống cà phê và ngắm đường ngắm siêu xe ngắm người mẫu đúng không ngắm người mẫu ngắm công viên Thế thì đấy, chúng ta sẽ đi khai thác và chúng ta đi mô hình mô típ của đây bạn này thì full 100% dịch vụ này. Đấy, và bạn này thì lại là mô típ bây giờ là là cho thuê tầng 1 tầng 2 và ở tầng 3 4 5. Đấy, câu chuyện nó là như vậy. Thế thì ý tưởng của chủ đầu tư cũng đã đưa ra và chúng ta cũng nhìn thấy những cái nét phố cổ của Việt Nam cũng thực tiễn là như vậy. Nếu mà phố cổ cải tạo được thì cũng đều là thoáng thông thoáng hết ở chỗ này ở tầng 1 tầng 2 để khai thác tối đa công năng diện tích và lên các cái dịch vụ tiện ích trên này và chúng ta thấy thật ra là trong như như trên cái cao tầng cũng vậy cái hành lang dần dần nó cũng bé lại ví dụ mình ngày xưa mình ở một nơi thì nó rộng rộng nhưng mà đến sang đây thì nó thực tiễn hơn nó chật mét hai chẳng hạn ví dụ như vậy nhưng mà thật ra thì cũng đã có bao giờ đi vào va vấp vào nhau đâu thế thì nó đi theo cái giá trị thậm, thậm chí là Uh, nhiều người thì là diện tích nhưng những nhà giàu thì lại là người ta mua cái 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 căn diện tích to nhưng cái diện tích xây dựng nó rất ít người ta để cây xanh rồi thứ thế đem ra là chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta với những cái phân khúc này thì chúng ta sẽ làm sao lựa chọn được cái vị trí này này chúng ta có mặt tiền này chúng ta kinh doanh này mặt tiền này đấy giống những những căn thương mại dịch vụ ở Ocean Park 1 có những cái diện tích này rất là rộng rất là rộng sau này bạn khai thác bạn đặt ra được này. nhưng mà bây giờ vẫn là câu chuyện của vị trí và bạn lựa chọn được vị trí đấy thì qua cái câu chuyện này thì anh 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 này anh chủ nhân này anh cũng đầu tư phân khúc nhà bạn mình ở bên này anh đây thì anh ấy đầu tư cái này thì phân khúc nhà anh ấy chủ yếu đi vào thương mại dịch vụ và anh khai thác dịch vụ anh cũng làm dịch vụ uh, rất là lâu rồi đấy thế thì uh, thế thì những cái điều đấy để chúng ta nhìn những điểm đấy để chúng ta uh, uh, quan sát và có thể học giỏi học hỏi và copy thì câu chuyện đấy nó sự thành công đây rồi thì chúng ta mới thấy à nhân diện rộng cái mô hình đấy ra hoặc là à, bạn gặp mình thì mình đưa vào vị trí nào còn làm sao chúng ta có bắt tay được nhau được không với một cái giá bạn bạn tương đây bạn tương đây tiền bạn bắt đầu bắt tay thì bạn vào cái biệt thự mà sổ đỏ vĩnh viễn thì bạn sẽ giả gấp đôi gấp ba Đấy, thế nhưng mà có những cái này. hoặc là mình cũng đã từng dẫn khách đi Ocean Park 1, Ocean Park 2 và Ocean Park 3 quay lại Ocean Park 1 thì bạn nên chú tâm hơn, bạn sẽ có khả năng là xuống tiền ở đây. Ví dụ như vậy Thế thì chúng ta nhìn nhận đấy đây cái sự thành công của những một số các shop house nhưng mà thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là một số các shop house nhưng mà lại đi về lĩnh vực ngân hàng. Đây bạn nhìn đây. Đây. Tức là gì? À, cái shop house này ở cái chỗ bùng binh mà view sang bên trường Vinuli bắt đầu cái trục đường 51 m Thế này, ngân hàng ACB này. À, đối diện trục này ở đầu ở đằng sau của bạn này nữa thì họ lại đã đang làm finish cơ, thể dục thể thao cơ, chưa đấy. Thế thì À, bất động sản nó đi theo dòng hai cái là lãi vốn và dòng tiền thì đây bạn này bạn chỉ cho thuê bên đây còn thậm chí là trên này chưa sử dụng hết đấy hoặc các văn phòng trên này thế nhưng lựa chọn được một cái này thì nó sẽ khác vì là thường thì khi bạn lựa chọn những cái này người ta lựa chọn ấy thì bạn sẽ lựa theo quy mô quy mô chứ mấy bạn này bạn cũng không bỏ tiền bạn mua căn này đấy thậm chí là chúng ta sẽ thấy một cái phở thìn ở việt ở ocean park một thì chắc chắn là phở thìn không không mua căn đấy nhưng mà phở thìn khi mà phở thìn về thì cả cái dãy phố đấy sôi động sầm uất trở lên dãy săn hô thế nên là chúng ta thấy là nhưng bỏ ra giá trị này thì chắc chắn nó không lớn bằng cái số hao kia để có đây là số hao thương mại dịch vụ sổ đỏ 50 năm thì về luật dân sự hay hiến pháp thì các bạn cũng không lo về vấn đề đấy vì đến cái thời điểm năm bốn năm thứ bốn thì chúng ta lộp một lần thuế thế lộp tiếp thôi chứ cũng không ai ai đưa được để, um, trừ được cái mục đích quốc phòng thì chúng ta sẽ có những chưng dụng cái thứ thì bây giờ cái nghị quyết 18 thì cũng đưa vào cái giá thị trường rồi các bạn không lo đúng không thế thì chúng ta sẽ thấy là à đây chúng ta sẽ nhìn thấy điển hình của những căn shophouse mà đã đem lại cái thành công cho gia chủ đúng không thế nhưng bạn này bạn này đây bạn nhìn thấy là cái chỗ này ở thì là tiên uh, phong thuê hết thì thê, thuê hết thì bạn thấy nào như nào Tôi thì chắc chắn cái bạn này này, lúc bạn ấy đầu tư bạn ấy bỏ một cái vốn. Đấy. Mà vốn này nếu như bạn ấy chỉ có bỏ số shop thương mại dịch vụ, bạn mới thuê, bạn mới mua được cả cái dãy này. Chứ nếu mà bạn ấy sang cái số house như như uh, cái cái biệt thự đơn lập như uh, Highland ấy thì chắc cũng không 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 đủ, đúng không? Thế thì chúng ta như thế là bạn thấy là à, mỗi một phân khúc nó sẽ có một sự ấy. Đều nhưng mà để để tìm được những cái thương vụ này để cái này thì cũng là một câu chuyện, một câu chuyện nó cũng là một cái câu chuyện của sale nữa. Đấy. Và câu chuyện là đôi khi là mình nghĩ là hữu xạ tự nhiên hương tức là mình cũng quen một người một anh ông anh thế là uh, quá trình youtube thì anh nhắn lại trên nơi uh, như này như này quá trình anh em kết thân thì nói chuyện với nhau thôi mặc dù cũng chưa gặp bao giờ thế nhưng chia sẻ được những cái câu chuyện này nó cũng rất là hay thế mà, ví dụ những người bạn của mình ấy có những cái thương vụ mà tài sản người ta đang nắm giữ ở đây thậm chí là họ đang nắm giữ ocean park hai nữa căn trả là ba tư chẳng hạn đấy cái hành vi cái 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 mỗi một cái quyết định đầu tư của họ rất là tuyệt vời thì chúng ta thấy đấy à, đây sự thành công của số bao thương mại dịch vụ với lĩnh vực nhà hàng cà phê hay lĩnh vực này bạn nhìn thấy khi mà banh mà thuê thì các bạn chắc chắn là bạn, phải ký hợp đồng đến 30 năm rồi đấy thì nó tạo ra một cái dòng tiền rất là ổn định đúng không rất là tuyệt vời và sau đó nếu mà cái điều khoản các thứ mà đi đến câu chuyện là giữ báu vật truyền đời báu vật truyền đời tài sản Mãi mãi sinh tiền ở đây rồi cái vị thế nó đi lên ở dọc cái phố này sau này mình đánh giá nó thành phố quân Đấy, phố quân thì bây giờ các bác chen vào đây thì cũng là một câu chuyện đúng không bạn thích mua vào đây cũng là một câu chuyện Đấy, ok bây giờ cả cái ngân hàng này nữa public bank uh, việt nam này bạn ấy thuê đầu của bắt đầu rẽ vào uh, ngọc trai ngọc trai đảo đảo lớn thì bạn nhìn này đấy họ thường các cái ngân hàng vì cái diện ích hoặc tậm xưa trước đây mình có một cái người bạn sang đây thì họ định bạn mình định mở cái quán cháo cháo cho trẻ em ấy cũng độc quyền cháo dinh dưỡng à, cũng đã đến nếu mà bạn quyết định nhưng mà cũng sau thì bạn ấy không quyết định vì là cũng sau thời covid thế nhưng cái người mà người ta sang đây cháo đấy người ta cũng làm một cái quán về 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 ẩm thực thì bạn bảo là em mà mở quán nhà em bên này ấy, thì anh phải tìm cho em cái diện tích nó 200 trăm mét vuông đấy đấy thì mới mở quy mô còn nếu không thì thôi đấy thế nên mà tìm những vị thế thì rất là khó thế nhưng mà cái lúc đấy bạn sang covid thôi nhưng mà nếu mà lúc này ấy, thì bạn nhìn đây mỗi một cái đây hiện tại ở ocean bắc một bây giờ cứ mỗi gần lần mà nhìn thấy quay như thế này này là các bạn sẽ thấy cuộc sống mọi người đều vui hơn vì cái giá trị bất động sản bắt đầu đưa vào vận hành khai thác sử dụng đấy và đâu đó làm như này thì tái đầu tư mình nghĩ là chắc cũng không dưới không dưới 3 tỷ đâu đấy thế thì chúng ta sẽ thấy là để mà cái lượng bất động sản ngoài cái việc đầu tư hạ tầng rồi sau đó thì là một sức hút về cái 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 này nữa thì chúng ta sẽ thấy một câu chuyện hết sức bình thường là giá trị nó đưa ở sự tích lũy tài sản đó đúng không bạn ngoài những giá trị của bác vượng xây dựng ra thì cũng có những giá trị của cư dân này đúng không để vào đây rất tiền mà chúng đi đi chúng ta đi câu cá thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải tìm những nơi có cá đúng không? Ờ, thích thì ở gần những cái bác như là uh, con rẻ của trăm hay là uh, nhà của rand buffett hay là nhà bin gates thì cái khu phố đây nó là đẳng cấp đúng không bây giờ mà chúng ta lên vinhome Vin, Vin Riverside nói vào bằng năng thì thôi chắc là các bạn cũng phải có được một lớp uh, xét duyệt về uh, nhân thân trước khi bạn mua vào đấy khu vực đấy đấy ok thì chúng ta sẽ nhìn nhận là giữa một cái thương mại dịch vụ này nhưng mà đi về khai thác các cái tiện ích dịch vụ nhưng mà đâu đó thì cũng sẽ thấy là các bạn mua được những giá trị này mua được những cái này thì cũng cũng kết nối được những cái câu chuyện thương hiệu rất là lớn đúng không đấy à, một cái quán cà phê Highland thuê thì chắc chắn hoặc cà phê cộng hay cà phê AHA thì giá trị tài sản của bạn cũng rất là tốt thật ra người ta đặt bút người ta thuê thì chắc cũng phải 35 thì còn đâu giá trị các bạn vào có mua hay trong nữa thì cũng chuyển đổi chuyển nhượng hợp đồng cũng không có vấn đề gì lắm đúng không nhưng mà giá trị của bạn tài sản của bạn cũng vẫn gia tăng à, chúng ta cũng sẽ lại trở lại một câu chuyện à, với ở ừ, bây giờ là có những cái thông tin đấy rồi thì làm sao chúng ta lựa chọn vị trí đầu tư hay như thế nào thì uh, có những câu chuyện chúng ta sẽ phải như này nếu mà bạn đơn lập mà bạn đứng thì cái mặt của bạn quay lại đây nhưng mà chỉ cần bạn mua một cái thương vụ đằng sau ấy đứng đằng sau nữa thì có khi bạn quay ra biển mà cái giá trị tài sản của bạn rất là khác thế thì ở đây nó là một sự giống như kiểu trên doanh nghiệp là M&A hoặc là trong một cái này thì nó là đòi hỏi rất là nhiều cái cái kỹ năng và cái sự đàm phán và cũng thể là đi tìm một cái thương hiệu đi tìm một cách thức giao dịch Đấy thì có những vị trí tài sản mà mình nghĩ rằng là à, mình cũng đã tư vấn cho khách hàng để mình muốn à qua câu chuyện này mình muốn nói rằng là anh chị hãy cứ tin à, với một cái lượng tài sản với một cái tài sản các anh chị có mà anh chị định dự bị anh chị định uh, tịa, hướng vào cái gì thì sau đó thì mình sẽ tư vấn cụ thể Thế và chúng ta cũng sẽ thấy là đôi khi nó là một sự ghép đôi rất là hoàn hảo đúng không rất là đẹp xây dựng lên những hạnh phúc thì đôi khi là chúng ta sẽ phải nhìn nhận và chúng ta cũng có những cái uh, chia sẻ ở trong phạm vi để chúng ta có một thương vụ thành công kết nối thì mình cũng thường chia sẻ với một một số người rằng là, là mình muốn cái thương vụ mà nó bất kỳ lúc nào cũng ba bên là đều vui đấy chứ không phải là vì là mình cũng nhận được nhiều cái khách hàng mà sau khi mua xong rồi không liên lạc được sale hoặc là à, đấy thì nó chuyển đổi công việc thế rồi à, cái quá trình gắn kết nó không được dài lâu ấy thì đúng là các bạn bị à, hụt về thông tin đấy à, thế rồi là à, trong những chính sách update mới thì mình không được không được chăm sóc rồi là cả cái những cái thời điểm thời điểm ra vào <laughs> thời điểm bán à, đôi khi ở dưới uh, OP2 lúc mình mua mình đã tư vấn là giữ bao lâu thì các bạn cứ từ bình tĩnh và cái dòng tiền như vậy thế nhưng được khi bây giờ thì lại lại gặp những người mà rất là sốt sắng mà không phải là từ đầu thì bạn bị sai sai đầu rồi thì bây giờ sửa như thế nào đấy thời điểm sửa như thế nào thì chúng ta ra một cái lộ trình đúng không đấy thì cái đấy nó một cái cái quá trình lâu dài thế và chúng ta cũng thấy là một câu chuyện cũng gắn kết là đấy nó còn nhiều cơ hội để chúng ta bắt nếu như một tài sản đứng đơn lập như này bạn mua này không chắc bạn đã phát huy được nhưng mà bạn chỉ cần phát huy những cái điều giá trị mình đã chia sẻ đã đã được, được kinh qua đã được nắm giữ thì bạn sẽ thấy là à đúng rồi thương vụ mình nhìn về tương lai nó sẽ chuẩn đấy thế và à, chúng ta cũng thấy những giá trị ghép đôi nó rất hoàn hảo thì bây giờ ở đây nó một cái cái căn bạn thấy là vừa nãy bạn cũng đã nhìn thấy hình ảnh ở bên Highland bên cạnh là là uh, Việt Talent Invest này. Thì cái tòa này nó lại gắn đây kể đặt cái bức này nó bên này thì nó đúng hơn. Nhưng đây bạn sẽ thấy đây cái tòa này đang xây rồi, sát bên uh, Việt Talent Invest đây. Bạn sẽ thấy bạn này là ghép hai căn lại là thành 640 m. Đấy, mà bạn sẽ thấy là ở ở đất Ocean Park mà đến bây giờ có những căn như thế này thì đại gia để tiền nó như thế nào thì bạn có xác định là bạn đến đây hay là bạn lại đi tìm một số cái đất nền hay là bạn tư duy gì đấy thì đấy câu chuyện là mình mình muốn trẻ cái chắc chắn nhìn cái này nó giống rất giống nhà trắng nhỉ yeah. cái thì uh, cũng qua video mình muốn là chia sẻ với các bạn rằng thế cơ hội ở ocean Park hộ một rất nhiều hoặc là bạn cũng tìm hiểu ocean Park hai ba nhưng vấn đề là chúng ta sẽ hiểu được trong cái nội tại trong cái này này trong những cái vấn đề này ở cái hàm chứa ẩn trí giá trị giá trị hoặc là đôi khi là chúng ta còn phải uh, kinh tế vi mô vĩ mô đúng không và nhưng mà thực tiện tại đây hoặc là mình với trong cái đấy thì mình cũng đã gắn kết một số nhà đầu tư mà uh, người ta thực sự là có kết quả người ta thật sự là đang hiểu thị trường ở đây như thế nào đấy thì câu chuyện nó là như vậy và chúng ta cũng sẽ là đi tìm cái sự gắn kết đồng cảm và chia sẻ cơ hội Đấy, bạn sẽ thấy là ở đấy ở đây bây giờ nhiều người uh, mua ocean Mark A một ocean Mark A thì uh, mình nhiều thấy nhiều cái tín hiệu uh, người này phân tích thế này người ta này phân tích thế kia rồi khi mà uh, vinhome ra cái chính sách uh, vmi cái fantasy home ấy, thì cũng rất nhiều các ý kiến đấy thế nhưng mà đấy à, chắc chắn hoặc là thậm chí content của mình trong cái khách hàng cũng video xem cũng khi mà người ta mua giá trị 139 tỷ này thì có bạn 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 tôi mua bây giờ đang thở oxy thế thì mình bảo ừ thế thì bây giờ anh xem lại cái người 139 thì người ta có phải là người ở chế độ thần <laughs> người ta ra sao đúng không người ta có tầm tiền này bạn đừng phải nói dạy người ta mà mình đi học người ta đi đúng không học để làm sao có những giá trị một phần lẻ để đi đi đầu tư chứ cũng không cần phải nói những câu chuyện như thế thế còn đúng có những bạn mình đã gặp nhé cái thời covid ấy khi mà ở ocean Park hai này ocean Park một có hai điểm một là cái nút giao cổ linh Đấy, giá trị tài sản tăng này thứ hai là cái khi một cái đường xẻ từ trên đường 5 b xuống chỗ nhà tòa nhà Technopark ấy, ấy nhịp sóng lúc đấy thì là gọi là x x ba x hai thì nhưng có những người giữa giữ được giữa sóng giữa thì bắt đầu không đủ khả năng tài chính thì bán thì cái hiệu quả bán đã khổ bán bán ép đúng không thế mà đến lúc gì cái bạn đấy bạn ấy bán bạn vừa giữ được khoảng không đến 6 tháng thì cái nút giao cái đường xẻ từ trên 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 đây cũng sắp kỷ niệm rồi tháng 12 này là kỷ niệm uh, thành lập ở huyện gia lâm ấy và tháng 12 ấy thì lúc đấy là là khánh thành thì cái giá trị tài sản nó tăng thì cuối cùng là là câu chuyện như vậy thì làm sao mà chúng ta phải nhìn nhận đấy là cái quản trị dòng vốn quản trị tiền phù hợp với mình bây giờ thì thật sự là tư vấn là có những khách hàng mà nghe ở chỗ khác thì cứ như lần kiếm được tiền ngay nhưng đến lúc bắt tay vào thì lại thấy à thế thì em phải bình tĩnh lại đã em lại phải chờ chứ em cũng không không nên nóng vội vì là ngân hàng thẩm định cái là bạn bị fail thế nhưng bạn gặp người khác thì có khi dùi sao xong này ngắm chị cứ an tâm an tâm mua đi chị cứ mua đi đạt được cái điều đấy rồi em lướt chứ thế là thôi rồi đúng không thế thì câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là ở mỗi một thời kỳ mỗi thời điểm nó khác nhau Đấy, nhưng mà nó luôn đại diện cái giá trị bền vững thế nên là mình thấy rằng là ở ocean bank một này cũng có kích hội rất là nhiều nhưng điều quan trọng nhất là các bạn có chọn được vị trí không à, bạn có chọn được những thương vụ thật sự là thành công của bạn hiểu được những cái giá trị này thì nó mới mới đem đến một thương vụ này đấy rồi đơn thuần nếu bạn này đứng một mình đứng độc lập đấy thì nói khác nếu bạn hai bạn này bạn ghép ghép vào nhau đúng không thành những ghép đôi này đúng không thì nó cũng rất là tuyệt vời ở đây bạn này bạn đứng một mình nhưng bạn đã có quá là quá, quá mập rồi đúng không thế nhưng mà bạn ấy cũng có những cái uh, bây giờ cái người mà bán uh, có phải tiếc nhất của bạn chủ đầu tư là bán 27 tỷ đâu không? không đúng không <laughs> bạn chủ đầu tư bạn còn làm ra rất nhiều thứ đúng không bạn làm ra rất nhiều thứ đấy và bạn thấy đây là một điển hình một kỳ tích một huyền thoại thì bạn cũng sẽ được rất nhiều thứ nữa đấy chứ không phải là là bạn này bạn tiếc đâu đấy, thì chúng ta lại tiếc nuối hoặc hàn học hoặc nghi ngờ, đa nghi thì không. Cái câu chuyện đấy chúng ta sẽ đi à, nhìn nhận một cái tâm thái nó thoải mái. Thì hoặc là mình cũng rất thích gặp những người như thế. Và thậm chí là mình cũng đã gặp những người mà uh, xem rất nhiều và kết nối, một cái duyên tức là với một một thương vụ với mình rất là kiểu như là hai anh em rất là chuyên sâu những lời lẽ được tuyệt vời. Nhưng mà cuối cùng người ta cũng chọn một cái đơn vị khác, à, chọn một cái điều đấy, cái, cái sự lựa chọn vị trí hoặc cái lựa chọn đấy nó không có vấn đề gì. Và điều quan trọng nhất là chúng ta đang là một cái cái, cái Uh, fan một cái cái sản phẩm đây và chúng ta cùng nhìn đồng lòng về một hướng là tức là ừ, chúng ta dù là ở thì cũng là có những cộng đồng cư dân tuyệt vời đúng không và nếu mà chúng ta là đầu tư thì chúng ta cũng hy vọng những giá trị chứ lại một cái người mà bán xong những tài sản này xong rồi bảo là ui rồi vừa lại vừa thoát được xong xong lại này may quá lọ kia thế thì thương vụ đấy mình nghĩ nó cũng không 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 phải là thị trường đánh mạnh thị trường bền vững thậm chí là đến bây giờ ocean park ba nó có nhiều cái về mặt trái của công nghệ thông tin À, các sale đang lung tung loạn tin cuối cùng là một người mà cứ lên check thì bạn không có tin, không có những cái sự chuẩn chỉ. Người là cùng bạn lao lúng, bạn ấy cùng, cuối cùng thương vụ bạn cũng không thành công. Thế là câu chuyện là mình nghĩ rằng là à, chúng ta hãy tìm đến một cái cái thông tin chính thống, một cái sự kết duyên mà nó phù hợp, sau đó cái gắn kết nó hoàn hảo. Vì à, mình không thích một thương vụ là bạn này bán xong thì bạn kia như kiểu là ta vừa thoát một cái gì đấy, nhẹ nhàng may quá nó okay, kia không phải tất cả chúng ta vui vẻ và sau đó chúng ta mình rất muốn là một cơ hội gặp nhau nhân lên được những cái cơ hội rất rất nhiều nữa đấy cái này những cái, thậm chí là mình đã biết có những căn mà người ta cứ đảo đi đảo lại cứ quý nhau cứ mua cứ mua mua đấy thế nhưng mà sự thành công thì nó một điều mà mình nghĩ là nó còn hàm chứa nhiều rồi là cả những cái quan hệ hoặc lĩnh vực đấy thì qua video mình cũng muốn chia sẻ là còn rất nhiều cơ hội nếu mà mọi người có một tìm kiếm hoặc hoặc là mình cũng đã biết là các bạn vẫn đang để lại tiền nhưng mà tiền thì đang gửi không kỳ hạn cơ thì đấy thì hoặc là cũng có những người mà lại đang tiền để ở trái phiếu các bạn nhìn thấy Ocean Park 3 có cái cơ hội thì có trao đổi mình thì trao đổi nhưng mà tìm hiểu mãi chọn ra mãi rồi thì đến lúc thì đưa ra bài toán tài chính thì bảo chị đang nắm giữ cái này thì cũng lại không cái đấy cái cái dòng thế còn những người khác thì chị đặt đi chặn đặt cọc, đây, cọc đây. rồi cọc rồi rồi hai cái phương pháp giải khoác, nước quyết nó khác nhau thế thì chúng ta sẽ đi dần dần từ từ và tháo gỡ còn điều quan trọng nhất là chúng ta nhìn đến một điểm chung yêu quý hoặc là yêu tiền này này thì chúng ta cũng thể là gắn kết và chia sẻ thông tin Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau